Đối với gam la trưởng, chúng ta sẽ đặt tay phải ở vị trí nốt la. Đây là phím la thấp hơn phím đô trung tâm. Gam la trưởng thì có 3 dấu thăng là pha thăng, đô thăng và son thăng. Ngón tay thì chúng ta sẽ chơi giống gam rê trưởng. Tay trái số ngón tay cũng chơi tương tự như các gam cũ. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn gam la trưởng ở riêng tay 2 quãng 8. Chúng ta cần thực hành ở tempo 66 nhé.